Dạ vâng, em Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Minh Tông sẽ tiếp tục lên cho cô chú anh chị nhà mình một cái căn nhà rất là đẹp nằm tại khu vực trung tâm thành phố. Hiện tại căn nhà này có diện tích là 108,6 m², có bề ngang lên tới là 9 m nha anh chị, rất là đẹp luôn. Nhà hiện tại thì được thiết kế xây dựng theo phong cách tân cổ điển với một trệt hai lầu và một sân thượng có khoảng gara ô tô. Bề ngang lên tới 9 mét thì căn nhà sẽ rất là rộng và rất là thoáng nha cả nhà. Khu vực này hiện tại anh chị đang thấy thì nhà thì xây dựng rất là cao rồi. Khu vực này là hàng xóm của chúng ta nè. Và cái điều đặc biệt thì cái sản phẩm ngày hôm nay nó nằm rất là gần với lại khu sân bay cũ của ngày xưa. Hiện tại đây, phía mặt bên kia là khu vực của sân bay cũ. Nằm giáp rất là đẹp luôn. Thì hiện trạng cái đường này nha, đường bê tông thôi, nhưng mà nếu mà tính theo cái quy hoạch về tiềm năng tương lai sau này mở rộng ra nó sẽ rất là đẹp, và căn đường này, cái con đường này sẽ là đường quy hoạch mở rộng lên tới là 20 m, đường mở rộng 20 m kết nối qua thẳng tới khu vực của đường Văn Đồn và đường Thác Giang nha anh chị. Đó, hàng xóm này thì từ đây anh chị đi bộ đây chút xíu là đã là khu vực của trung tâm của khu ECC vườn xoài Nguyễn Thiện Thuật rồi nha anh chị. Đường hiện trạng thì đường như thế này thôi. Hiện tại thì nó không được đẹp như những cái khu vực sát bên, nhưng mà nếu mà so về tiềm năng tương lai về lâu dài thì cái sản phẩm ngày hôm nay á, mặt tiền đường này nó sẽ rất là đẹp. Đó, khu bên kia là anh chị đang thấy rồi, khu EC. Bây giờ em sẽ quay phía bên trong. Hiện tại là đường đường này là đường chính nè. Đường này đã được đổ bê tông hết rồi. Khu vực nhìn thấy nó còn không không đẹp, nhưng mà so với tiềm năng phát triển tương lai nó sẽ rất là đẹp. Nhà này có 4 phòng ngủ, 4 toilet, có gara ô tô. Đó, khá là đẹp nha anh chị. Khu vực hàng xóm của chúng ta toàn là dân quân đội thôi. Bên này nó sẽ có những cái hình thức như sau: khu đất thương mại, khu được cấp cho quân đội và cũng như là khu tái định cư. Thì đây là một trong những lô đất thương mại nè. Xíu nữa em sẽ giải thích về pháp lý cho anh chị xem nha. Đây, căn nhà chính của chúng ta đây. Nhà của mình thì có mặt chính là hướng bắc nha anh chị. Đó, góc bên này sẽ là cổng hướng tây hả? Rồi xin lỗi, là hướng tây nha cô chú anh chị. Cái cạnh bên này mới là hướng bắc này, góc mặt bên này sẽ là hướng bắc. Rồi đây sẽ là vị trí của sân đậu ô tô. Thì góc này có thể đậu được 2 chiếc cho tới 3 chiếc ô tô, 2 chiếc thôi là thoải mái. Rất là rộng nha anh chị. Đây là khoảng sân phía trước nè. Đây là cổng chính, mặt tiền ở phía trước của cái căn nhà. Nhà đã được thiết kế và xây dựng vừa xong cách đây trước Tết thôi anh chị. Và bây giờ chủ đang cần tiền và bán để về bắt ở, nên là chị Thu cần bán. Đây là cái mặt tiền ở phía trước của cổng chính. Với cái những anh chị nào xem những video và cũng như những căn nhà phố thì rất là nhiều cái căn nhà xây dựng và thiết kế khác nhau, và cũng là cái ưu và nhược điểm của tùy căn. Nhưng mà cái căn này anh chị đang nhìn thấy thì cái vách tường này xây rất là gần với cái này, thì bởi vì nhu cầu của mỗi gia đình thì chủ họ xây dựng như thế, thì bởi vì họ xây như thế này để tránh người ta dòm ngó vào phía bên trong, thì chủ chị Thu chị xây như thế thôi. Còn anh chị mình có muốn thiết kế lại cái phần cửa phía trước này thì anh chị có nhu cầu thì anh chị cứ làm thôi. Rồi tiếp theo đây là cái phòng khách nha anh chị. Đây, góc riêng này của phòng khách đây, rất là đẹp, rất là thoáng. Ở phía dưới thì không có phòng ngủ, chỉ có một toilet, một bếp và một cái khoảng không gian của phòng khách rất là rộng, với cái diện tích là 108 m mà bề ngang lên tới 9 m thì anh chị thiết kế cái gì cũng được, xây dựng rất là dễ dàng. Được cái không gian phía dưới chị không làm phòng ngủ nên nó cái không gian nó rất là thoáng và rộng nha anh chị. Đây, phía trước này có một cái bộ bàn ghế sofa như thế này, rất là rộng rãi. Còn mặt trước thì hiện tại chưa có nội thất bởi vì chị cũng chưa có ở luôn. Chị ở Bắc, chị ở Hà Nội, chị vào thì lâu lâu chị ghé thăm thôi, chứ còn hiện tại thì chị chỉ có để như thế này thôi. Đây, tiếp tục thì với cái không gian bếp nè, anh chị có thể nhìn thấy được cái với cái không gian bếp như thế này, sử dụng chất liệu acrylic, sử chất liệu cực kỳ tốt tại Việt Nam, rất là thông dụng. Và góc dưới này là anh chị đang thấy nè, không gian của lò quay nè, máy bắn, rồi cái tủ lạnh ngay góc này. Đó, không gian bếp rất là đặc biệt nha anh chị, rất là đẹp. Đây là cái quầy bar mini, ngồi có thể nhìn ra được hết cái không gian của phòng khách. Em sẽ quay từng góc riêng biệt cho anh chị nhà mình xem nha, và đánh giá tổng quan về cụ thể của cái căn nhà này. Đó, có điện trần, ở đây có luôn cái máy lạnh đây nè, anh chị đang thấy nhìn luôn có cái máy lạnh ở trên đây nha.
Anh chị có sử dụng nè, dưới đây có một cái máy lạnh Panasonic nè. Góc bên này sẽ có tiếp cho anh chị một cái máy lạnh nữa. Riêng phòng khách đã có hai máy lạnh, một máy giặt để góc này, một toilet góc này. Anh chị đã hình dung rồi. Em sẽ quay từng góc cạnh riêng biệt của từng của cái phòng khách này để cho anh chị nhà mình hình dung được cái đa chiều của cái sản phẩm ngày hôm nay. Em sẽ quay rất là chậm rãi cho anh chị nha. Anh chị nhà mình đang xem video thì cảm thấy video hay thì cho em xin một đăng ký kênh nha. Rồi, và tiếp tục em bây giờ em sẽ đi lên phía trên của tầng trên. Ngay góc này nó sẽ có hai lối đi. Góc này sẽ có cái cầu thang đi ra ngay vị trí của cái ô tô cũng như là cái khoảng sân. Thì nhà ông ta thì có điện năng lượng mặt trời này, camera này, hệ thống giám sát của căn nhà đầy đủ hết. Tiếp tục góc trên này sẽ là lối cầu thang đi lên, bề ngang được khoảng 1m2, sử dụng tay cầm gỗ và kính cường lực nha anh chị, được lót đá đầy đủ rất là đặc biệt. Phía trên này tầng 2 sẽ có cho anh chị nhà mình là hai phòng ngủ đây. Tiếp tục sẽ là hai phòng ngủ, mỗi tầng thì sẽ có hai phòng ngủ, tầng trên sẽ có hai phòng ngủ và sân thượng phía trên. Thì mỗi phòng ngủ như thế này, sử dụng gỗ công nghiệp nha anh chị. Và trong mỗi phòng sẽ có một cái toilet như thế này. Rất cơ bản. Và sẽ có luôn một cái máy lạnh đầy đủ, chỉ còn thiếu một cái tivi thôi. Cái nhà này mà gia đình cỡ 5 người ở thì rất là vô tư. 5-6 người thì... Đây là không gian của toilet này anh chị. Đây, góc trong này nhìn ra hình dung rõ, sử dụng cửa gỗ, hàng rất tốt nha. Rồi em sẽ tiếp tục qua bên này review tiếp cho anh chị cái phòng. Thì cứ mỗi phòng đây thì rơi vào khoảng là 30-35 mét vuông cho mỗi phòng nha anh chị. Đây là vị trí của toilet đây. Đó, anh chị nhìn không, riêng cái lavabo nhìn nó rất là đẹp luôn. Nội thất gần như là chưa sử dụng luôn anh chị. Anh chị có thể nhìn thấy vẫn chưa sử dụng. Cái này mới vừa bọc thôi chứ còn ở dưới vẫn còn luôn, vẫn còn bọc nhựa luôn, chưa có sử dụng một lần nào hết. Đây, tiếp tục là căn phòng này. Căn phòng này thì nó sẽ có cái ban công nhìn ra phía trước và sử dụng đồ gỗ khá nhiều, tủ gỗ, bàn trang điểm, cái giày dành cho hai vợ chồng của bố mẹ mình hay là vợ chồng mới cưới ở sẽ rất là đẹp. Ở góc riêng này thì có vị trí của nơi bạn làm việc ngay góc này nha. Nhà hướng chính tây. Đây, góc bên này sẽ là vị trí của ban công. Nhìn về bên kia. Từ đây đi ra biển thì mất có 1 cây rưỡi thôi nha anh chị, rất là gần luôn. Vị trí anh chị có thể xịt luôn là khu ECC Vườn Xoài, đường Nguyễn Thiện Thuật là sẽ ra cách đường Nguyễn Thị Minh Khai chỉ có khoảng 400m. Và đi ra tới biển thì mất khoảng 1 cây 3, tới quảng trường hang từ là 1 cây 3 cho đến 1 cây rưỡi thôi. Đi mất khoảng 5 phút là tới anh chị ạ. Cực kỳ gần biển, khu vực trung tâm thành phố. Thì mình ta cũng xin báo giá cho cái căn này luôn. Khi anh chị đang xem video thì căn này hiện tại chủ đang bán với đơn giá là 10 tỷ. Giá 10 tỷ cho một sản phẩm. Và pháp lý của căn này hiện tại đã có hoàn công và đang đợi sổ nha anh chị. Sắp tới thì rơi vào khoảng là 3 tháng nữa sẽ có sổ. Được cái thế mạnh của căn nhà này có bề ngang lên tới là 9m thì gần như anh chị họ làm cái gì cũng sẽ rất là đẹp. Khoảng sân được thiết kế như thế thì rất ok. Phòng ngủ như thế này, phòng ngủ gần như anh chị đang thấy sử dụng gỗ công nghiệp làm thiết kế mỗi phòng, cực kỳ đẹp và hoành tráng luôn. Tủ gỗ rất là to luôn nha anh chị. Đó, góc riêng của cầu thang. Không gian của cầu thang và ở trong nhà như thế này nó sẽ giúp cho anh chị như mình là cái không khí và cái không gian trong nhà nó sáng hơn. Hiện tại em đang quay vào buổi trưa nè, nhìn cái căn nhà nó rất là sáng anh chị, nó không có bị bí đâu, được lên kế hoạch và thiết kế xây dựng rất là bài bản. Tiếp tục vị trí của toilet đây. Góc bên này lại là phòng riêng để tủ nha. Cái vị trí này là dành để đồ vật dụng cá nhân của gia đình khi mà không sử dụng tới. Đây cũng dạng như một cái kho riêng nữa nha anh chị. Hay là anh chị có muốn làm một cái kho riêng cũng được, hay là muốn làm cái phòng ngủ. Tại vì ở phía trong đây nè, ở phía trong đây nè anh chị đang nhìn thấy nha. Cái phòng này là đặc biệt hơn là nó không có tủ như những cái phòng khác. Nhưng mà nó sẽ thiết kế một cái phòng riêng như thế này để bỏ đồ.
Không gian của bản đồ của phòng này nó sẽ như này, rất là nhiều tủ gỗ, nội thất rất là đẹp. Hiện tại vẫn còn thiếu một số nội thất cơ bản như tivi nữa thì sẽ rất là hoành tráng hơn cho một căn nhà. Anh chị chỉ cần thêm một chút xíu nữa, thêm những cái nội thất cơ bản mà anh chị mong muốn đầu tư thì đầu tư thêm đó, cái không gian của cái phòng này nha anh chị. Đây thì mình đang sẽ quay chi tiết cho phía anh chị nhà mình xem là con đường. Đây là ở trên tầng 3, hiện tại anh chị đang thấy nè, cái góc phía mặt bên kia là để là đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Văn Đồn. Rồi góc bên này là đường Văn Đồn, mặt bên này là sát bên cái quán là đường Hát Giang. Thì sau này cái con đường quy hoạch của nó sẽ quy hoạch đi thẳng ra thì góc này thì những cái căn nhà này sẽ mất nè. Đó anh chị đang nhìn thấy ở dưới nè, đường quy hoạch mở rộng 20 m thì với căn nhà này á, thì nó sẽ đi thẳng ra là 1 2 3 4 5 6 căn nhà này gần như là đã quy hoạch mất hết toàn bộ rồi, và đường sẽ mở ra và kết nối ra tới thẳng ngay vị trí của đường Văn Đồn luôn. Là về tiềm năng tương lai, căn nhà này sẽ có tiềm năng tăng giá rất là cao. Hiện tại thì đường có thể là không đẹp nhưng mà về tiềm năng phát triển sẽ rất là ok. Hiện tại đã có hợp và làm đồng bộ hết cho dân rồi. Đó, vị trí bên kia là khu vực của ACC nha, khu vực nhà liền kề bên đó. Rồi tiếp tục em sẽ đi lên vị trí của sân thượng, và cũng như là trước khi kết thúc video thì em đi lên cho nó review một chút xíu cho anh chị nhà mình xem. Căn nhà còn rất mới, chưa sử dụng luôn, anh chị có việc mua và về mình ở thôi, không cần làm gì cả. Ngày hôm nay trong buổi chiều ngày hôm nay thì chủ sẽ cho vệ sinh lại tổng quan hết cái căn nhà. Đây là vị trí của sân thượng nha anh chị. Đó, trên sân thượng có luôn cái hệ thống nước nóng lạnh, hệ thống bồn chứa nước ở trên này. Đó, cái này là giếng trời góc bên này. Ở trên này anh chị có thể setup thêm một cái khu vực để mình ngồi ăn uống hay vui chơi, trên này cũng đều rất là được nha. Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng này, này tối cái căn nhà mình rất là sáng luôn. Đó, góc bên này là của cái căn nhà mình đây, khu vực trung tâm thành phố Nha Trang anh chị, bán kính khoảng 1 km thì có đầy đủ hết rồi, không thiếu bất cứ thứ gì. Ở trên cao nhìn rất là đẹp và hoành tráng nha. Rồi thì bây giờ mình tâm cũng xin kết thúc video tại đây. Rồi, xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình và video tiếp theo của em ngày hôm sau. Và cũng rất mong là cô chú anh chị nhà mình xem video của em và đăng ký kênh ủng hộ để kênh ngày càng phát triển hơn. Và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.